Phó Thủ tướng Lê Văn Thành từ trần hồi 20 giờ 20 phút ngày 22 tháng 8 năm 2023 tại nhà riêng, hưởng thọ 61 tuổi. Với người dân Hải Phòng, ông là một trong những nhà lãnh đạo ưu tú, đóng góp nhiều cho sự phát triển của thành phố cảng. Lễ viếng Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sẽ kéo dài đến 7 giờ ngày 26 tháng 8, tức ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão. Lễ truy điệu vào hồi 7 giờ ngày 26 tháng 8. Sau đó là lễ đưa tang và lễ an táng trước 11 giờ ngày 26 tháng 8 tại nghĩa trang quê nhà, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Và nói trong thời gian bác Lê Văn Thành là bí thư tỉnh ủy và chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, cũng như những giai đoạn bác làm chủ tịch thành phố Hải Phòng, đấy là bác Thành thể hiện là một người lãnh đạo mà phải quyết liệt, đoán nghĩ dám làm, và đều đầu tiên bác đều làm đến, đều hướng đến điều mà người dân mà cần được. Và tất nhiên một thành phố phát triển thì có sự đóng góp của cả đảng bộ, của quân và dân của thành phố Hải Phòng. Có thể nói chúng tôi đánh giá là một cán bộ hết sức là năng động, sáng tạo, thông minh, điều hành thì quyết liệt. Và đặc biệt là đồng chí Thành rất quan tâm đến cái việc xây dựng cái đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, trong công ty, và quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, thực hiện các cái cơ chế chính sách khuyến khích người lao động, như là cơ chế khoán tiền lương, rồi là thực hiện cái tiết kiệm, từ cái tiết kiệm đó thì trích khen thưởng để tăng cao cái thu nhập, nâng cao cái đời sống cho cán bộ nhân viên. Và chính như vậy là đồng chí Thành để lại những cái nét rất là đậm nét trong cán bộ nhân viên, và trong cán bộ nhân viên thì luôn luôn quý mến, tôn trọng và đánh giá đồng chí Thành rất là cao. Nên mọi người dân cũng rất là đột ngột. Là vì bác quá trẻ, là con người đang năng động, và năng động như thế mà lại mất quá sớm. Nên là mọi người dân cũng rất là tiếc. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành sinh năm 1962, quê quán xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13. Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng, đại biểu Quốc hội khóa 12. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều huân, huy chương cao quý khác.